có còn nhớ những ngày tháng anh và em cùng nhau đắm say. Anh lại lạc nữa rồi em ơi, chẳng phải ta đã xa nhau rồi. Anh là con thuyền buồm thiếu gió, thì làm sao mặc sức mà xa khơi. Anh lại nhớ em rồi, thầy thật anh đã dẫu được tất cả những em thì anh lại để mất. Cơn mưa bất chợt bỗng dưng đến khiến lá rời cành, một ngày nào đó đã đến khiến em rời. Anh đã hỏi ông trời, anh xin mua tình yêu. Ông trả lời ta chỉ bán hạt giống, nếu muốn có quả cũng phải tự gieo trồng. Anh lang thang cho từng cung bậc cảm xúc, chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa chứ cứ thế này. Thương em nhiều thì anh càng khổ nữa. Anh nghĩ đôi lúc không phải rời xa nhau là hết thương và hết nhớ, không phải ngược lại. Về ngày chỉ tốn mất thì giờ, mà sự thật là tình yêu đó không còn sức để tiếp tục. Khi yêu người ta tìm cơ hội, còn khi hết người ta sẽ tìm lý do. Cuộc đời vẫn là vậy, thấy nhau yêu nhau rồi để đó. Có những người gặp gỡ đã định sẵn ngày ta lìa mất nhau. Yêu anh là một cái cớ, vứt bỏ anh là điều khó nhất em từng làm. Cho nên xin một lần cuối lại gần bên em thêm một chút. Cảm nhận hơi thở nhịp đập con tim đang cháy vì anh thêm một phút. Yêu anh em hóa thành khờ, kỷ niệm muôn trùng phiêu du. Đời xa không anh em buồn, vẫn còn thương người yêu cũ. Love you, baby, I love you so much. 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 Ôm trọn cả một bầu trời thanh xuân cũng vì anh trong đó. Cánh thuyền xưa cũ trở về, mang những giấc mơ thật đẹp đầy mong nhớ. Đừng quên những gì về em, kể cả những bài rap em viết. Đừng cứ thế say về đêm, con tim em này đâu đem xiết. Anh chưa đủ say để ngăn mình nhớ về em và ngày đó. Anh chưa đủ say để thay những việc thật gốc bằng những điều hay ho. Anh đủ tỉnh táo để viết lên bài nhạc này em cũng thấy đó. Và anh đủ tỉnh táo để anh biết mình còn cố chấp yêu em. Anh đã cảm bản thân mình rằng không được phép vội vã. Rơi vào nỗi buồn thì anh mới chợt giật mình nghĩ là anh đã lạc lòng cùng nước mắt. Anh không nói ừ thì chẳng qua anh không muốn ly cà phê này càng thêm đắng em à. Khi em rời xa vòng tay anh đã bị con quái vật này nuốt chọn. Anh nghe người ta gọi nó là nỗi buồn, nó đến rồi đi như vô định, như cảm xúc em dành riêng cho anh. Vậy nếu anh buồn quá thì có được chết đi cho nhanh.